Chị đừng nói chị bắt nha. Không, em không đâu nha, chị đừng có bắt em như vậy nha. Em không đâu, ghê lắm. Em đi chung với lại gia đình của bạn trai, cả một gia đình luôn. Cả có cả ba, cả mẹ rồi, cả dì rồi, cả anh, cả chị rồi. Em không nghĩ là em ngáy đâu, nhưng mà mọi người nói em ngáy. Em rất là xấu hổ. Em nói là em muốn không có sai. Ai về đó em sai. Em nói ở cái bồn rửa mặt ở ngoài, nghẹt hết bồn cầu nguyên cái hôm sai. Trời nó ơi. Thì nếu mà hai nam như vậy á, thì khách sạn nó sẽ mướn cho một cái phòng là phòng một giường. Ai ngờ nó lại mướn cho cái phòng hai giường. Và cái điều lúc đó là nó hơi sai so với dự tính ban đầu. Lúc đó là mình hơi sợ. Sợ được ngủ chung với nhau hả? Không phải sợ mà. Khi mà tắm tóc xong thì mình tóc tóc, thì mình vừa hất cái khăn lên một phát thì bạn nó y như ung thư. Tổn thương kinh khủng khiếp. Ngủ chung. Nội thôi nha, mà em nghĩ tới nội mà ví dụ giờ tẩy trang thôi á, mà bạn trai mà thấy cái mặt thôi cũng thấy hết hồn nữa. Cái điều em sợ hãi nhất lúc đó là buổi sáng khi em thức dậy và cái gương mặt của em không có cái gì ở trên trời, nó bám víu nữa. Nhưng mà nếu em bịt rồi làm gì ta? Dung dịch vệ sinh phụ nữ cũng có y chang bông 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 vậy mà. Thấy bữa có xin lỗi anh nha, anh thấy chưa, anh thấy cha giả hương chưa? Nó làm gì có đồ bông? Còn không có bông mà. Không được không? Không hoặc là toner hoặc là cleaning thôi chứ. Không, em không có tẩy trang đâu nha, chị đừng có bắt em như vậy nha. Em không có tẩy trang đâu, ghê lắm. Em không có tẩy trang trước mặt bạn trai không. Thật ra em nghĩ là em cũng thông minh đó, em không đến nỗi bị ngu đâu. Tức là đưa cho lúc tẩy trang thì bắt buộc là phải kêu mình tẩy trang đúng không? Nhưng mà em không thích điều này, mình không làm đúng không? Thì cũng phải làm chứ. Thì mình không làm đúng không? Không. Chị cho em một phát đi luôn nè. Ôi cha. Chị kinh quá. Muốn sợ người yêu Vân thấy hợp mộng của Vân nhất. Một là bôi hết nha. Em vẫn đẹp mà, chỉ là hơi nám, hơi thâm một chút thôi chứ đâu có mụn đâu. Hơi thâm, hơi mụn. Thì đâu ngoài ra đâu có còn cái nhẹ thôi. Chưa. Nhẹ. Xích lại em. Đúng rồi. Nãy lén đánh phấn của em cho nên nó ra mùi phấn nè. Đâu có, tại vì da dầu nó mới ra vậy đó chị. Chị có nhận ra em không chị? Dơ quá trời dơ luôn. Đó giờ em rất là sợ tẩy trang với mặt người khác, nhưng mà nỗi sợ đó vượt qua rồi. Tự tin để mặt mộc của mình với mọi người. Và cái đó cũng chính là cái lúc mà mọi người thấy bản thân mình chân thật nhất. Và nếu mà mọi người chấp nhận cái điều đó thì tức là mọi người rất là yêu quý mình. Bây giờ nhìn đẹp hơn, nhìn kiểu như nó tự nhiên nhất đó vậy, chứ không phải là phải kẻ lên kẻ xuống hay là đánh bại lợi rồi nó tùm lum ra. Trời, tự nhiên cảm máy lên cái em không biết em chụp góc nào luôn. Mốt sao em thả thính được chị. Thôi nhìn sâu rồi đó. Thôi vậy thôi, cho em xin xíu sau đi. Đó giờ ngưng chân bây giờ để mặt mọc mở cho Facebook kêu đó. Chê. Em quay vậy không thấy mặt được. Thì kỷ niệm vui thì mình không nhớ, mình chỉ nhớ mấy kỷ niệm xui thôi. Mặt mọc cái gì mà bớt đi. Chính tim. Tao thấy cục mụn xuất hiện bên má trái. Thật duyên, biết dễ sợ. Bạn em vô nói là mặt mọc của em thấy ghê quá à. Em sẽ phỏng hộ phần em. Cucuracha. Em hết biết được không cô?